Good morning quý vị, đang có mặt tại ngã tư Lương Định Của với lại đường đại lộ Đông Tây nè quý vị. Trời quá trời không nè. Đi lộn hướng quá vậy, sorry quẹo lại. Đi về đường cao tốc, quẹo ở đây mới là đi về Phà Cắt Lái, phường An Phú, quận 2. Đây là đi câu cá. Đây là đường Thân Văn Nhiếp, đây là đường Nguyễn Thị Định như vậy. Rồi, để qua cầu sông Ông Tố. À, thấy mấy kinh rạch này. Rồi, quẹo vô chợ Dầu Ông Tố cho quý vị xem nha. Chợ Bình Trưng quận 2
quận 2 đi xem ha. Đó, Sài Gòn quận 2 các bạn. Chợ búa hẻm hóc. À, cảnh này chắc ở nước ngoài không có đâu. À, ok, dòng ra nè. Đây có cây mọng trái quá trời trái luôn. Đó, chợ Bình Trưng quận 2 nha quý vị. Cầu Vòng Ông Tố, quý vị nào quê ở đây nhìn đỡ nhớ nha. Đó. Ok. Đây, xe buýt đi bến xe miền Đông Phà Cát Lái số 43 là cái gì? Đó, hồi xưa vậy nhớ về quê ngoại, quê nội đi phà, đi xe buýt nè. Bây giờ đi vậy quý vị ha.
đi ngã tư với Lê Văn Thịnh cái gì về trái. Thank you, see you.